Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Unfat Computer. Chúng ta đã bước vào một năm 2023 có rất nhiều điều thú vị. Thì như anh em đã thấy trên bàn đây, mình đang có hai mẫu card đồ họa đến từ AMD. Thì với những cái dòng của AMD thì chúng ta đã có dòng CPU ra mắt cách đây một vài tháng rồi, và card đồ họa cũng sẽ tương tự như vậy. Tuy nhiên thì ngày hôm nay mình mới có sản phẩm để có thể làm một video liên quan đến mở hộp sản phẩm và đánh giá nhanh một chút liên quan đến cái phần tạo hình của sản phẩm. Bởi vì mọi năm mình thông thường sẽ mượn được những phiên bản custom đến từ các hãng, và năm nay sẽ đặc biệt một chút. Mình mượn được phiên bản Founder Edition đến từ AMD, những phiên bản mà gần như anh em sẽ hiếm bao giờ có thể mua, và chúng ta hãy mua những bản custom lại thôi. Vậy thì những phiên bản này có điều gì thú vị mà mình lại mượn được để có thể gọi là mở hộp dành cho anh em? Trước tiên thì ở đây mình đang có là hai phiên bản có thể nói là cao cấp nhất trong cái dòng card đồ họa dành cho nhu cầu gaming của AMD. Ở bên trong mình đây, không biết anh em có nhìn được không, bởi vì cái logo này sẽ là logo bóng, nhưng ở bên trong mình đây, đây là AMD Radeon RX 7900XT, và bên trên đó chính là Radeon RX 7900XTX. Tên thì nghe nó hơi dài một chút. Thì đây là hai phiên bản theo mình đánh giá là có thể nói là cao cấp nhất rồi của AMD để chúng ta chơi game. Khi mà chúng ta sử dụng ấy thì sẽ có khá là nhiều điều để có thể nói là sẽ kết hợp với những cấu hình như thế nào để sử dụng ra sao. Còn bây giờ chúng ta hãy tập trung chính vào những cái hình thức thiết kế bên ngoài. Thì ở đây hai phiên bản thì sẽ trông giống hệt nhau. Cái lý do bởi vì đây đều là những phiên bản cao cấp này, sự khác biệt sẽ đến từ cá nhân GPU bên trong và số lượng VRAM cũng như là về mặt điện. Còn về mặt hình thức sẽ là tương tự nhau. Thì mình sẽ lấy ra một em để có thể làm cho anh em. Thì nếu mà anh em nhìn qua đây thì sẽ không thấy những cái thông tin nào cả, và thay vào đấy thông tin sẽ được in ở cái khu vực IO này, những cái tấm chắn và những cọc kết nối. Thì cái phiên bản mình đang cầm trên tay đây là RX 7900XT, và em nó thực sự nặng luôn anh em ạ. Đây anh em nhìn thấy, trông thì có vẻ nhỏ gọn, cái kích thước này chỉ tương đương với từ 2 đến 2.5 slot PCIe thôi, nhưng cầm trên tay là cực kỳ đầm chắc. Lý do bởi vì là toàn bộ cái thiết kế này được làm từ kim loại cực kỳ mát lạnh. Cái miếng backplate sờ vào đây cực kỳ lạnh, kể cả khu vực khung đằng trước đây, cái nơi mà để chúng ta chứa những phần quạt này, một số hãng sẽ chuyển sang làm từ nhựa để đảm bảo cho card đồ họa có một cái hình thức thiết kế, cái tạo hình nó đẹp đẽ này, và cái sự nhỏ gọn của sản phẩm sẽ đảm bảo, bởi vì nhựa mà nhẹ lắm, nhẹ và kiểu người ta có thể làm mỏng được. Tuy nhiên thì AMD đã làm ở đây là kim loại luôn. Cái khu vực ốp ngoài đây là full kim loại này. Ở đây mặt đằng trước đây là các phần khớp nối với nhau cũng đều làm từ kim loại. Và với những cái mẫu card đồ họa mà full kim loại như này thì theo mình, thứ nhất là anh em nên đầu tư những hệ thống mà chúng ta có thể giữ được card đồ họa, và cái thứ hai nữa là đằng trước đây có thêm một vài những cái lỗ để chúng ta có thể bắt ốc, có thể sử dụng những cái phần ốc bắt thẳng trực tiếp vào phần vỏ case. Một số vỏ case nó có hỗ trợ cái tính năng này thì anh em có thể tận dụng được. Vì sao mà mình lại nói là những phiên bản Foundation này anh em ít mua? Bởi vì anh em nhìn thấy luôn được những cái về mặt sản phẩm, hình thức thiết kế là sẽ mang hai tông màu, đó chính là đen đỏ. Và những anh em ở đây khi mà chúng ta build những dàn PC, anh em sẽ hướng đến nhiều màu sắc hơn, nhiều RGB hơn, hoặc là thậm chí là những mẫu card đồ họa có cái màu sắc nó khác biệt một chút, toàn màu đỏ này hoặc là toàn màu trắng. Một số sản phẩm thậm chí còn có toàn màu xanh luôn cơ. Lý do mà mình thích những cái phiên bản Founder Edition bởi vì là cái thiết kế của những cái phiên bản này nó sẽ khá là đơn giản. Với phiên bản 7900XT ở đây, chúng ta sẽ không có LED RGB. Nhìn anh em nhìn phần mặt trước đây, cái phần màu xám xám này có thể là lần đầu tiên nhìn thấy, chúng ta có thể nghĩ rằng đấy là LED RGB, kể cả cái phần logo của Radeon nữa, nó cũng màu xám xám, nhưng thực tế ra thì đây chỉ là những cái phần được sơn lên thôi. Và phiên bản 7900XT sẽ không có LED RGB, và thay vào đó chúng ta sẽ có cái phiên bản 7900XTX. Đọc nghe tưởng là còn phải chắt nhầm cơ, kiểu bấm tìm kiếm sản phẩm đôi khi mình còn tưởng bấm nhầm. Thì cái phiên bản này sẽ có LED RGB. Thì cái LED RGB sẽ xuất phát ở đây, cái khu vực ở ngay cái phần cánh quạt giữa sẽ có hai dải LED RGB. Tuy nhiên thì hai cái dải này khi mà anh em đặt nằm ngang này thì gần như chúng ta sẽ không quan tâm nhiều lắm. Có thể là sẽ sáng sáng một chút này, màu đỏ đỏ để tôn lên cái logo của Radeon ở đây, thì nhìn sản phẩm nó sẽ thú vị một chút. Tuy nhiên thì cái sản phẩm này mình nghĩ là nếu anh em nào mà sử dụng ấy, thì anh em nào mà thích những cái sự đơn giản khi mà chúng ta đặt lên vỏ cây chúng ta trông tối tối một chút ấy, nó cực kỳ thú vị luôn. Thì hai phiên bản đây sẽ có những cái sự khác biệt mà anh em có thể nhìn thấy được này. Thứ nhất là cái khu vực đây, khu vực LED RGB này trông nó sẽ khác biệt nhau, và cái thứ hai nữa là cái tên sản phẩm. Đây là hai cái anh em có thể nhìn thấy được luôn. Còn cụ thể nó như nào thì chúng ta hãy nhìn nhá. Với phiên bản 7900XT
XTX và XT thì đều có sử dụng là hai cổng cấp nguồn 8 pin. Lý do cho cái việc này đó chính là về phần khả năng cung cấp điện của cả hai. Thì với phiên bản 79 XT sẽ tiêu thụ khoảng chừng là từ 300 đến 315W điện, còn với phiên bản XTX sẽ tiêu thụ khoảng chừng từ 335 đến khoảng 350W điện. Tuy nhiên thì sẽ tùy vào từng BIOS và từng phiên bản card đầu họa một. Với bản Foundation sẽ tiêu thụ như vậy, còn những phiên bản custom lại thì nó có thể sẽ khác đi một chút, nó có thể tiêu thụ nhiều hơn hoặc là ít hơn. Còn cái bề mặt tản nhiệt của sản phẩm thì mình sẽ hẹn anh em trong một video về đánh giá chi tiết hơn. Tuy nhiên thì mình vẫn sẽ nói một chút liên quan đến hệ thống tản nhiệt. Anh em nhìn thấy ở đây, đó, chúng ta sẽ có một hệ thống hít sinh nhôm với phần ống đồng sẽ đặt chìm ở bên dưới. Hệ thống này thiết kế thì trông nó sẽ khá là giống với vapor chamber, cái hệ thống buồng gọi là buồng hơi ấy, để có thể tản nhiệt được hiệu quả tốt hơn này. Cái hệ thống lá nhôm này được kéo dài từ đầu đến cuối luôn, và bảng mạch của sản phẩm cũng rất dài. Ở đây thì mình không mở ra cho anh em xem được, tuy nhiên thì để cho anh em bóc cái nhìn trực quan thì đây, bảng mạch nó sẽ dài từ đây cho tới đây luôn, đây là xuyên suốt cái card họa chúng ta nó cũng sẽ dài. Thì với hệ thống hít sinh nhôm như này thì cái phần nhiệt độ của sản phẩm một chút nữa mình sẽ nói. Một trong những yếu tố cũng ảnh hưởng đến nữa là hệ thống quạt. Về mặt quạt đây, chúng ta sẽ có được ba cái ngay quạt, mặc dù là có ba quạt thôi, tuy nhiên về phần kích thước ấy nó sẽ chỉ nhỉnh hơn những phiên bản hi-fi một chút, do đây là ba quạt với kích thước nhỏ và xung quanh cánh quạt đây sẽ có một cái vòng để có thể nối các cánh quạt với nhau. Và chính giữa anh em nhìn thấy trông giống gì không? Giống Arc Reactor của Iron Man đúng không? Mình thấy trông giống, anh em nào thấy giống mình thì để lại ý kiến nhé. Còn về phần nhiệt độ của sản phẩm thì kể cả khi mình có chưa test thực tế đi thì chắc chắn một điều rằng những phiên bản được custom lại nó sẽ mát mẻ hơn so với những phiên bản Foundation. Những phiên bản như này thì dùng để tham chiếu là chính thôi. Và vì thế, đấy mới là câu chuyện mà mình nói đầu video, đó là anh em Việt Nam không chuộng những phiên bản Foundation lắm, bởi vì những phiên bản này nó sẽ có mức nhiệt nó sẽ khác khi so với phiên bản custom, và anh em Việt Nam thì thường quan tâm đến nhiệt độ khá là nhiều. Thì vì thế chúng ta mua bản custom nó sẽ mang lại những cái yếu tố về mặt an tâm khi mà nhìn vào phần nhiệt độ. Cái này thì mình không trách anh em được. Thì đây là một bài mở hộp về sản phẩm thôi. Một số những cái đề mục khác liên quan đến hiệu năng cũng như là về mặt thông số của hai bộ card họa này thì mình sẽ hẹn anh em trong một video đánh giá chi tiết. Thì trong video đấy thì mình sẽ nói về mặt thông số này, so sánh một chút, bởi vì là theo trên trang chủ của hãng thì đây là hai bộ card họa tốt nhất dành cho gaming. Thế nên trong video đấy thì mình sẽ test game cho anh em và mình sẽ đánh giá về mặt hiệu năng gaming của hai em card họa RX 79 XT và 79 XTX. Đọc méo cả mồm, hẹn gặp anh em trong video sau.